đã xem video diễn họa mẫu nhà 2 tầng đẹp kích thước 9x13.5m. Xin mời anh chị xem công năng tầng 1, bước vào sảnh chính gồm 5 bậc. Không gian đầu tiên là phòng khách 28.2m2. Nội thất đơn giản với vách TV hiện đại liên thông bếp ăn 25m2 với cửa sổ thông thoáng. Tầng 1 có 2 phòng ngủ với diện tích lần lượt 12.6 và 11.8, phòng vệ sinh chung 4.6m2 và cuối cùng cầu thang 21 bậc thông thủy lên tầng 2. Mời anh chị xem các góc phối cảnh khác tầng 1. Lên với tầng 2, chúng tôi thiết kế một không gian chờ rộng 16.9m2 kê bàn ghế nhỏ cho sinh hoạt chung. Tầng 2 cũng có 2 phòng ngủ lần lượt là 17.9 và 15.6m2 có vệ sinh chung rộng 4.25m2, một phòng thờ 12.7m2 rộng thoáng và trang nghiêm phía trước có cửa đi ra ban công. Cuối cùng sân chơi kết hợp với quần áo 16.3m2 có mái che kính. Hứa hẹn không gian điểm nhấn gia chủ rất ưa thích. Mời anh chị xem diễn họa 3D tầng 2 để hiểu rõ hơn. Cảm ơn anh chị đã xem video mẫu nhà đẹp Vi Home. Nếu anh chị yêu thích và có khổ đất tương tự có nhu cầu mua bản vẽ xin liên hệ email phía dưới mô tả. Đừng quên đăng ký kênh để đón xem mẫu nhà mới nhất. Xin hẹn gặp lại!